quái vật hồ Loch Ness, Medusa hay Bigfoot là những quái thú nổi tiếng trên thế giới khiến nhiều người khiếp đảm. Thế nhưng không cần đi xa đến như vậy để tìm kiếm một sinh vật huyền thoại đáng sợ. Bởi vì ngay tại Việt Nam cũng có một sinh vật với sức mạnh vô biên được gọi tên Thuồng Luồng. Có thể khẳng định rằng trong lịch sử thần thoại Việt Nam, không có một loài vật nào có đủ sức mạnh và danh tiếng có thể so sánh với Thuồng Luồng. Hãy cùng tìm hiểu với PKD trong video này nhé. Thuồng Luồng là loài thủy quái có mặt từ xa xưa, được dân gian mô tả là một loài sinh vật to lớn, có sừng giống rồng, thân mình dài như rắn, có chân và có vảy. Với kích cỡ khổng lồ, chúng có thể nuốt chửng bất kỳ sinh vật nào, kể cả con người. Đặc biệt, Thuồng Luồng sở hữu sức mạnh kinh khủng. Chúng sinh sống ở những vùng nước lớn, luôn trực chờ để có thể dìm bất cứ ai hay tàu thuyền nào xuống nước để ăn thịt. Từ đó, Thuồng Luồng trở thành nỗi ám ảnh không chỉ đối với những người đi biển, mà còn khiến nhiều người dân run lên sợ hãi mỗi khi nghe chuyện kể về chúng. Trong những câu chuyện truyền miệng, Thuồng Luồng còn được gọi là hiện thân của vua Thủy Tề, Hà Bá hay con cháu của họ, sở hữu sức mạnh thần linh. Thuồng Luồng thường đại diện cho thế lực hắc ám xấu xa nhằm làm hại con người. Khi Thuồng Luồng còn sống vốn đã hung ác, nhưng khi chết đi thành ma Thuồng Luồng, chúng còn tác oai hơn thế nữa. Chúng vơ vét hết mọi thứ trong lòng sông để ăn sạch, người đi qua sông khó mà toàn mạng. Là một loài thủy quái thần thoại, Thuồng Luồng cũng xuất hiện nhiều trong sử sách Việt Nam. Thậm chí có truyền thuyết ghi lại trận chiến kinh thiên động địa giữa Lạc Long Quân và loài Thuồng Luồng từ hàng ngàn năm về trước. Đến thời Vũ Hùng, sự tồn tại của Thuồng Luồng được minh chứng trong các ghi chép quan trọng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, phần Ngoại Kỷ, Hồng Bàng, An Dương Vương, có đoạn: vua các đời đều gọi là Hùng Vương. Bây giờ dân ở rừng núi thấp thấy ở sông ngòi khe suối đều có tôm cá, nên rủ nhau đi bắt cá để ăn, thường bị Thuồng Luồng làm hại, đến thưa với vua. Vua nói, người man ở núi khác với các loài thủy tộc, các thủy cục ấy ưa cùng loài mà ghét các loài, cho nên mới bị chúng làm hại. Rồi vua bảo mọi người lấy mực vẽ hình thủy quái ở mình. Từ đấy Thuồng Luồng trông thấy không cần hại nữa. Tục xăm mình của người Việt đã từ nỗi sợ Thuồng Luồng mà hình thành. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ 6, nhà Trần, 1294-1329 có ghi: Thượng Hoàng có lần ngự cung trùng quang, vua đến chầu, quốc công quốc tuấn đi theo. Thượng Hoàng nói: nhà ta vốn là người hạ lưu, thủy tổ người hiền khánh, đời đời chuộng dũng cảm, thường xăm hình rồng vào đùi. Nếp nhà theo nghề võ, nên xăm rồng vào đùi để tỏ là không quên gốc. Quốc phụ có xăm hình rồng ở đùi, mà về sau nối ngôi không xăm ở đùi nữa là bắt đầu từ anh Tông. Lại hồi quốc sơ, quân sĩ đều xăm hình rồng ở bụng, ở lưng và hai bắp đùi, gọi là Thái Long, rồng hoa. Vì khách buôn người Tống thấy dân Việt ta xăm hình rồng, lỡ gặp gió bão thuyền đắm, Thuồng Luồng không dám phạm tới, cho nên gọi là Thái Long. Việc xăm mình để chống lại sức mạnh của Thuồng Luồng hay những tai ác từ sông nước dường như đã được kế thừa và công nhận trong hơn 1.000 năm. Mãi đến thời vua Trần Anh Tông, 1293-1314, chính thức kết thúc. Trong văn hóa tâm linh, con Thuồng Luồng cũng được xem như là một linh vật và được thờ cúng tại một số dân tộc Việt Nam như dân tộc người Tày, người Nùng, các nhóm người dân tộc nói tiếng Thái. Với những câu chuyện đáng sợ được lưu truyền trong dân gian rằng Thuồng Luồng có thể dễ dàng nuốt chọn những thuyền bè bất cẩn qua lại trên những vùng nước ẩn náu của Thuồng Luồng, nên những người dân tôn Thuồng Luồng thành thần linh, hiện thân của Long Vương và là chủ quản của một vùng nước, thường đặt ngôi miếu thờ ở ven sông. Bên cạnh ghi chép từ sử sách, rất nhiều chuyện truyền thuyết và thần tích Việt Nam cũng xoay quanh câu chuyện về Thuồng Luồng. Theo nhiều thần phả, có Nguyễn Thị Hạo, quê ở Đan Phượng, mới chớm tuổi trăng tròn đã mang sắc đẹp chim sa cá lặn. Nàng may mắn lọt vào mắt xanh của vua Lý Thánh Tông. Tuy nhiên sau khi vào cung suốt 4 năm liền vẫn không có con. Một ngày nọ, Nguyễn Thị Hạo cùng thị nữ ra tắm ở Hồ Tây thì bất ngờ có con Thuồng Luồng to lớn xuất hiện quấn chặt lấy bà rồi biến mất. Còn đêm đó, nhà vua được một người báo mộng 3 năm sau sẽ có giặc ngoại xâm, nên thủy thần được lệnh đầu thai làm con vua để đánh giặc giữ nước. Bà Nguyễn Thị Hạo hoài thai đến 13 tháng mới sinh. Cậu bé vừa ra đời đã có 28 vết hằn trên lưng, hệt như vảy rồng, được đặt tên là Hoàng Lang. Và quả đúng 3 năm sau khi nhà vua nằm mộng, đất nước bị giặc Vĩnh Trinh hoành hành ở phía Bắc. Hoàng tử Hoàng Lang nghe tin liền lắc mạnh người, hóa thành nam tử cương tráng, rồi xin vua cha cấp voi chiến cùng 5.000 quân đi đánh giặc. Mấy tháng sau, chiến thắng trở về, Hoàng Lang không nối ngôi vua mà xin được trở về thủy cung. Chàng hóa thành Thuồng Luồng lớn rồi biến mất tại Hồ Tây. Khi danh sư Chu Văn An mở trường dạy học ở quê nhà, có một học sinh rất chăm chỉ, ngày ngày đến sớm nghe giảng, nhưng tung tích lại vô cùng bí ẩn.
Cụ Chu Văn An bèn cho người theo dõi, thấy rằng chàng học trò nọ cứ đến khu đầm đại thì biến mất, nên mới biết là thủy thần. Đến năm nọ, cả nước gặp hạn hán lớn, khắp nơi khô cằn, nắng gắt, người dân không thể thu hoạch được hoa màu, nhiều nơi thiếu nước uống trầm trọng. Đứng trước tình thế hiểm nghèo như vậy, thầy Chu Văn An xót thương người dân nên đã mở lời nhờ cậy nghe học trò bí ẩn kia. Chàng nho sinh ngần ngại một lúc rồi thừa lại: luật trời rất nghiêm, nhưng lời thầy bảo cũng rất trọng. Trái ý trời không thể tránh khỏi tội, nhưng hủy thân mình để hoàn thành điều nhân, lời dạy của thánh nhân từ xưa không thể bỏ, nay sao dám chối từ. Con vâng lời thầy là trái lệnh thiên đình, nhưng con cứ làm để giúp dân. Mai kia nếu có chuyện gì không hay, mong thầy chu toàn cho. Với quyền năng của mình, người học trò nọ đã hô mưa gọi gió, cứu mạng bá tánh khắp một vùng rộng lớn. Tuy nhiên qua đến hôm sau, người ta thấy xác một con thuồng luồng nổi lên giữa hồ. Cụ Chu Văn An biết là học trò mình vì nhân dân phạm tội tày trời, nên vô cùng thương tiếc và làm lễ an táng trịnh trọng. Cho đến tận ngày nay, những bí ẩn về loài sinh vật này vẫn khiến dư luận dậy sóng. Tại Tuyên Quang, năm 2013, người dân tại thôn Làng Đầu, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang luôn bàn tán không ngớt về con quái vật thuồng luồng vừa được một người dân bắt nặng 17 kg. Nhiều người dân đồn đoán con quái vật ấy chính là thuồng luồng. Người thì cho rằng nó là con rồng đất, có vảy trên lưng như cá rô, có màu. Câu chuyện liêu trai về con quái vật Tuyên Quang cũng theo những lời đồn đoán ấy mà thành. Người dân đồn đại rằng từ ngày bắt được con rồng đất ấy, trời cứ mưa không ngớt. Nhiều người cho rằng đó là con quái vật của ngôi chùa bỏ hoang và cả làng đang chịu sự trừng phạt của thần linh. Và sự thật, con quái vật ấy là một con chăn mắc võng nặng 14 kg, được anh Ma Văn Thường bắt trong một đêm mưa gió. Hay ở Cát Bà, con quái vật mình rắn có hình thù khổng lồ, thân là mình rắn. Nhiều ngư dân đi đánh cá, thấy hòn đảo nhô lên giữa biển nên cho thuyền đỗ vào, thì lại bất ngờ hòn đảo chìm xuống, khiến cho nhiều ngư dân suýt chết đuối. Tuy nhiên sau đó họ mới phát hiện ra đó không phải hòn đảo mà là thân của một con quái vật nổi lên giữa đảo. Câu chuyện về con quái vật ở đảo Cát Bà đã gây ầm ĩ một thời gian dài và chưa có một bằng chứng nào chứng minh được sự tồn tại của con quái vật này. Hà Nội cũng có một thủy quái mang tên quái vật sông Hồng ăn thịt châu bò. Ban đầu một người mê câu cá đã đăng tải một bức ảnh được cho là chụp con quái vật trong lúc đi câu lên mạng. Người này tả lại rằng vết cuộn sóng đó dài đến 40 mét, bề ngang của vệt bơi đó khoảng 5 đến 6 mét. Khi anh ta đang chụp ảnh, bỗng dưng nhô lên từ chỗ đó một cái đầu đen xì. Vì nhô lên, lại ngụp nhanh, trong cảnh sống mạnh nên không rõ hình thù lắm. Sau khi bức ảnh được đăng tải đã khiến nhiều người xôn xao và hiếu kỳ về con vật kỳ lạ này. Nhiều người dân sống quanh khu vực sông Hồng cũng thường nói có quái vật. Ban ngày nó nằm im dưới đáy sông, đến đêm tối nó mới hiện nguyên hình và bắt trộm châu bò của dân. Tuy nhiên, những lời kể chuyện đậm chất liêu trai ấy có thể đã tồn tại từ rất lâu trong tâm thức của người dân sống ở khu vực sông nước này. Lời đồn đoán từ trên mạng xã hội đã gây tò mò cho rất nhiều người. Có người đã bỏ công việc, mất ăn, mất ngủ để vác cung kính, máy quay, máy chụp hình tới khu vực sông Hồng để mong ghi lại được hình ảnh của con quái vật này. Tuy nhiên, sự mong ngóng của họ mãi vô vọng, bởi theo một số chuyên gia, bức ảnh chỉ là sản phẩm của Photoshop. Mặc dù chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và xuất hiện trong các câu chuyện thần thoại, dân gian, thuồng luồng vẫn là một sinh vật mang sức mạnh kỳ bí đáng sợ. Chúng tương tự với nhiều loài thủy quái trên thế giới như Abaya, Leviathan, gieo rắc những ác mộng cho nhân loại. Bạn thấy sao về sinh vật này? Chia sẻ với chúng mình nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của PKD. Đừng quên nhấn thích và đăng ký cho kênh của chúng mình nhé!